Em xin chào tất cả anh em đam mê radio cassette trên toàn quốc. Hôm nay xin giới thiệu đến anh em con đài Sharp QT25. Con đài mới về nhá. Em đã thay dây của loa rồi. Còn lại mọi thứ là nguyên zin 100%. Bao cho anh em là hoạt động hoàn hảo. Đây, đây là phần băng này. Em sẽ test các chức năng cho các bác. Của QT25 rất hay các bác. Rất mới các bác nhá. Đó, các bác có thể nhìn thấy này, thì mà là rất mới luôn. Đây là đằng sau ạ, có pin, pin. Rất mới các bác nhá, xì mạ này, đúng nốt này. À, rất mới. Xì mạ loa đang sáng này, đẹp. Mặt mũi đẹp các bác nhá. Đây các bác có thể em quay rất giỏi cho các bác thấy nè. Nếu em đã theo anh về, về miền quê thật vui ghê. Nếu em đã theo anh về, về miền quê đời như ngọn. Thoạt nhìn từ phía trời xa, rất đẹp nè. Hàng cao ngất trời xanh lá. Gần đầu làng có dạng kê xanh thắm che con đường về. Nếu em đã theo anh về, về miền quê càng say mê. Nếu em đã theo anh về, tình người quê càng thắm nhòa. Nhạt nhào mùi lúa vàng thơm, dậy hương với ngàn xưa xưa. Em test tua này. Đấy, rất êm ái và mượt mà các bác nhá. Đấy, rất êm nha. À, cơ rất êm. À, cơ rất êm luôn. Không có tiếng hề gì hết. Mừng vui đồng xanh lúa tốt. Gió mắt quy lên trăng thanh hôn em. Nước mắt quy mến hôn. Em test sang phần radio này. Và các bạn trong những chương trình sau. Radio con này thì FM 108 các bác nhá. À, FM 108 nha. Các bác có thể xem thông số đằng sau này. Đấy, FM 108 nha. Đó, đây là FM 108 ạ. Ông uống rượu với chơi cờ đâu ở. Mà sang là vì việc khác. Việc khác là bác việc nào thiện chí thì có thể khách bạn Zalo nha. Hoặc Facebook Hoàng Tài Cassette theo số điện thoại này nha. Anh em nào ở khu vực Thanh Hóa có thể qua địa chỉ này để xem trực tiếp. Ngoài ra các bạn có thể kết bạn đăng ký kênh Radio Cassette Hoàng Tài để theo dõi những video. Mô hình một phải năm giảm và áp
dụng vào đó hiệu quả lắm đúng không ạ? Ừ, thích. Con đài màu đỏ rất đẹp, rất đáng được sưu tầm. Hợp đồng mới dài hạn hơn với PSG. Đấy, đây là FM. Câu lạc bộ El Italihad quyết tâm kéo bằng được Salah từ Liverpool sang trung tâm chuyền bóng, trong bối cảnh Benzema đang có mâu thuẫn lớn với huấn luyện viên trưởng Nuno Espirito Santo. Một tin này khẳng định phía El Italihad đã gặp đại diện của Salah và cam đoan sẽ trả cho chân sút Ai Cập mức lương cao hơn Ronaldo nhập ở El Nes là 200 triệu euro một năm, trở thành người có thu nhập cao nhất ở giải Saudi Pro League. Radio của này bắt rất nhiều kênh các bác nhá. Hà Nội mùa thu, cây cam muội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau. Nhất trí. Nói như các cháu thì tôi và ông là đôi bạn già cùng tiến đâu ạ. Các bác lưu ý là con này xì mạ nó rất đẹp nhá. Truyền thanh nhan đề. Xì mạ nó các bác có thể nhìn này. Học với hành. Đấy, xì mạ nó rất đẹp. Núp núp cũng vậy. Đấy. Rất đẹp mặt, rất đẹp này. Phần 2 điểm. Vật hiệu. Rồi. Xếp về mặt lý thuyết. Trong trường hợp của Hà Nội hòa câu lạc bộ Thanh Hóa ở vòng cuối, Hà Nội FC phải thắng Viettel với cách biệt 6 bàn trở lên mới có thể trở thành đội vô địch. Nhưng phong độ lên cao thời gian gần đây, Công an Hà Nội hẳn sẽ hướng tới em một chiến thắng thuyết phục ngay trên sân nhà hàng đẫy. Em chuyển mạch cho em. Em thì con nào nó cũng sôi hơn FM các bác nhá. Em thì nay khu vực ở Thanh Hóa em là tít đang mưa này, thì nó sẽ nó xấu hơn so với lại ngày bình thường, nên nó sôi hơn một chút so với ngày bình thường. Nhưng mà em cam kết các bác là máy hoạt động hoàn hảo nhá. Đấy, AM, FM đều bắt hết tất cả các kênh, đặc biệt là FM con này bắt được nhiều kênh hơn so với các cái con khác này. Máy hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, bao cho anh em là chơi thoải mái, đầu tư yên tâm chơi, bảo hành cho anh em một năm. Bác nào thiện chí thì có thể kết bạn Zalo này hoặc Facebook hoàn toàn các xét theo số điện thoại đang hiển thị ở trên phần trên bảng quảng cáo đây. Số nhà và số điện thoại của em ở đây. Bác nào khu vực Thanh Hóa thì có thể qua xem trực tiếp. Video đã dài rồi, em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.